Đây, con viết cái chữ N này là nó đẹp nè. Còn cái chữ này nó hơi bị méo ở đây rồi. Rồi, mình tẩy mình xóa. Rồi, viết lại nha. Viết cho đúng đường nét nha. Đâu, coi cô Tinh viết chữ Y coi. Ừ, cô Tinh viết chữ Y đẹp quá nè. Thôi bạn đi ra đi, đừng có ngồi gần mình. Tại sao bạn không cho mình ngồi gần bạn? Con nói cái gì bạn Bông? Mà sao bạn Bông đi về nhà thay đồ mới hoài vậy? Đâu có đâu, con chỉ mời bạn ăn bánh thôi mà. Nhưng mà dạo này con thấy bạn ngộ lắm nha. Ngộ là sao? Như vậy là không được rồi. Nè Tin, nghe cô nói nè. Bị sao vậy? Bông, sao em buồn quá vậy? Cô Tú nói em là người xấu, còn kêu bạn Tim nghỉ chơi với em nữa. Sao kỳ quá vậy? Bông ngoan nè, đừng có buồn nữa. Em đâu phải là người xấu đâu đúng không? Dạ. Hay là chút nữa chị dẫn Bông đi mua đồ chơi ha. Dạ. Đừng có buồn nữa nha. Dạ. Sao mình có cảm giác ai đang theo dõi mình vậy trời? Thôi nha, tháng 7 qua rồi nha. Chứ là tôi sợ ma lắm đó. Hù là tôi chết tại chỗ à. Không có chơi vậy đâu. Ghê quá, nổi như gà hết trơn rồi. Trời ơi, hai cái đứa này. Nè, hù như vậy á là gì yếu tim là gì lăn đùng ở đây bây giờ á. Trời thiệt hết biết luôn á. Trời ơi, tôi mệt quá rồi đây nè. Cái này là tụi con cố ý hù gì á? Cái gì mà cố ý? Ai biểu dì nói con bé Bông nhà con là người xấu, còn suối nhóc Tin không chơi nó nữa. Trời ơi, thiệt không phải như vậy đâu. Con biết sao dì làm vậy không? Bé Bông nè, mới bé lớn gì đó, yêu đương, nó thích cô Tin. Con đâu có thích cô Tin đâu. Cái gì, con nói con không thích hả? Không thích sao mỗi lần đi qua học bài với cô Tin xong rồi cái con chạy gì con thay đồ hoài vậy? Tại vì con bị... Bị gì? Con bị... Con hay mắc tè. Bị mắc tè hả? Ủa, nói vậy là con bị tiểu xón đó hả? Nếu vậy cũng không được. Thấy chưa, con thấy chưa, không được. Gì? Gì đừng có quá đáng với lại con bé Bông mà. Nó đâu có ý tiểu xón đâu. Mà gì nó không được. Không phải. Ý của dì á là mình phải gọi bác sĩ liền để mình coi thử bé Bông nó đang bị cái gì, để dì gọi cho bác sĩ. Alo, bác sĩ ơi. Dạ bác sĩ ơi, em có một bé cháu gái mà mỗi lần học bài hay làm cái gì xong á là khoảng chừng 5-10 phút là lại chạy đi tiểu. Không biết là cái tình trạng mà tiểu lắc nhắc ở trẻ nhỏ là sao vậy bác sĩ? Ừ, bé bị lâu chưa vậy em ha? Dạ cũng mới à, cũng mới khoảng chừng mấy ngày thôi. Ừ, em thấy cứ mỗi lần ngồi khoảng 5-10 phút là bé chạy vô nhà vệ sinh, xong ra nói là con mới đi tiểu xong đúng không? Dạ không nói, mà ban đầu em không biết, xong bé lại cứ đi thay đồ. Ừ. Thay đồ rồi em cũng thấy hơi nghĩ bất thường, tại sao mà trẻ con mà cứ mấy phút sau một ngày không biết thay bao nhiêu bộ đồ. Ừ. Thì ra là một hồi sau thì cái chị gái của bé đó mới nói là bé bị tiểu gắt. Ừ. Tiểu lắc nhắc. Thì
thì bé của em ở nhà đó, nó tiểu nó có than đau hay là gì không em? Hay là nước tiểu có màu gì bất thường không? Dạ, thực ra thì nước tiểu là em không có coi được cái màu. Nhưng mà bé có than đau á chị. Thì tình trạng này là mới xảy ra mới có mấy ngày thôi. Dạ đúng rồi. Bé có sốt hay là gì không em? Dạ chưa thấy biểu hiện nóng sốt. Thì với những cái tình huống mà em nói cho bác sĩ nghe á, khả năng là cháu gái của em bị một cái bệnh tên là nhiễm trùng tiểu. Thì cái biểu hiện của nó sẽ giống y chang như là em mô tả nãy giờ. Bé sẽ cứ tiểu lắc nhắc, cứ 5-10 phút là sẽ đi tiểu. Rồi 5-10 phút là cứ vô nhà vệ sinh hoài. Mỗi lần đi tiểu là thấy rát, thấy gắt. Có một số bạn á, bạn tiểu cái màu nước tiểu nó có thể là tiểu ra máu luôn đó nha em. Vậy là bị nặng hay phải không bác sĩ? Không phải đó, cái triệu chứng của bệnh nó như vậy chứ không phải tiểu máu thì nó nặng hơn một bạn mà không tiểu máu đâu. Dạ bác sĩ ơi, em nghĩ là cái bệnh nhiễm trùng tiểu này á thì nó chỉ xảy ra ở người lớn thôi. Chứ trẻ con thì hiếm. Mà hơn nữa là em muốn hỏi là chỉ ở xảy ra bé gái, bé trai có bị không ạ? Thì nhiễm trùng tiểu nè có gặp cả ở người lớn lẫn em bé luôn đó em. Thì người ta thấy là ở trẻ gái á sẽ bị nhiễm trùng tiểu tỷ lệ nó nhiều hơn so với ở trẻ trai. Tại vì người ta thấy là cái đoạn đường mà từ bàng quang khi mà nước tiểu đi ra đó, ở trẻ gái nó ngắn hơn. Trong khi ở trẻ trai từ bàng quang đi ra nó sẽ qua cái thân dương vật thì một đoạn đường dài. Thì cái dòng nước tiểu của mình đó là nó sẽ đi một chiều từ dưới bàng quang nó đi ra ngoài. Thành ra khi mà cái đoạn đường mà nó ngắn hơn đó, đối với những ở trẻ gái đó, vi trùng ở cái khu mà âm hộ nó có thể bò ngược trở lên. Vì đoạn đường ngắn hơn cho nên nó dễ gây nhiễm trùng tiểu hơn so với ở trẻ trai đó em. Vậy cái nguyên nhân vì sao mà mắc cái bệnh này bác sĩ? Thì nhiễm trùng tiểu là do vi trùng đó. Vi trùng nó có thể là từ trong nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng máu nó tới ngay tại thận, xong có nó gây nhiễm trùng đường tiểu. Hoặc là do nhiễm trùng từ cái vùng mà vùng bạn, vùng âm hộ nó ngược dòng, nó đi lên trên, nó gây ra cái chuyện nhiễm trùng tiểu đấy. Là do vệ sinh hay sao? Vệ sinh mà không có sạch sẽ có thể sẽ làm tăng cái tỷ lệ mà nhiễm trùng tiểu. Nó là một phần thôi chứ nó không phải là nguyên nhân chính nha. Rồi vậy thì bây giờ nếu mà mắc cái bệnh đó rồi thì cách điều trị là như thế nào ạ? Khi mà mình nghi con mình hoặc cháu mình mà bị nhiễm trùng tiểu bắt buộc mình phải dẫn tới cho bác sĩ khám thôi. Thì khi mà bác sĩ làm xét nghiệm nước tiểu, một số bạn sẽ làm thêm xét nghiệm máu và sẽ làm thêm siêu âm bụng nữa. Rồi tùy vào cái kết quả đó mình sẽ làm thêm một số cái xét nghiệm chuyên sau. Thì khi ra chắc chắn là con mình bị nhiễm trùng tiểu rồi thì con mình sẽ được uống kháng sinh để điều trị những cái nhiễm trùng, những cái con vi trùng mà gây nhiễm trùng tiểu thường gặp đó. Dạ thông thường thì ngày xưa em hay thấy ông bà với lại má của em ở nhà nếu mà tụi em mà có bị như vậy là hay uống mấy cái rau bắp hoặc là rau mã đề nấu thì nghe nói là nó sẽ mát và uống thì cũng hết. Vậy thì nếu như mà em bé bị thì cái cách mà để mình ngoài cái cách điều trị uống thuốc ra thì nếu mà không kịp uống kháng sinh đó thì mình có cái cách nào khác về chế độ dinh dưỡng không bác? Thực ra đó, cái chế độ dinh dưỡng không có gì đặc biệt trong những cái bạn mà nhiễm trùng tiểu này hết. Mình vẫn ăn uống bình thường, sinh hoạt bình thường, nhưng mà lưu ý mình phải uống nhiều nước. Tại vì khi mà mình uống nhiều nước như vậy, cái dòng nước tiểu của mình nó sẽ được tạo ra liên tục. Thì vi trùng mà nó có sẵn do cái bệnh nhiễm trùng tiểu nó sẽ bị, mình sẽ tiểu nó ra ngoài hết. Thì nó sẽ giảm bớt cái số lượng vi trùng. Nhưng mà quan trọng nhất mình phải uống kháng sinh để mà mình điều trị tiệt trừ luôn cái con vi trùng đó. Phương cách mà như em nói đó nó chỉ làm giảm thôi, nhưng mà nó vẫn cứ còn thì nó vẫn sẽ sinh sôi và nó vẫn phát triển bệnh tiếp nha. Ngoài ra đó thì ngoài cái chuyện mà ăn uống đó mình còn phải giữ vệ sinh nữa. Mình bắt buộc đó là phải hướng dẫn bé, đặc biệt là bé gái, cái cách mà vệ sinh chăm sóc vùng kín, rồi hướng dẫn cho bé sau khi mà đi vệ sinh xong á là phải làm như thế nào sạch. Rồi mặc quần áo thoáng mát, hay là mình sẽ có nhiều cái phương pháp lắm. Rồi quần áo là mình phải phơi nắng rồi phải ủi. Có thể là mình phải ủi. Ngoài cái chuyện mà dinh dưỡng ra đó thì cái việc vệ sinh nó cũng rất là quan trọng. Vệ sinh mà không sạch sẽ đó nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ mà nhiễm trùng tiểu. Cho nên nó mình phải hướng dẫn con cháu mình ở nhà cái cách vệ sinh, giữ khô vùng âm hộ, hoặc là sau khi mà đi vệ sinh xong á là phải lau sạch sẽ. Dạ bác sĩ, nếu như mà cái bệnh này nè mà tụi em cứ chủ quan rồi uống theo những cái lá dân gian mà không có triệt hết những cái con vi trùng đó thì nó có ảnh hưởng gì tới sau này không ạ? Nó ảnh hưởng nhiều lắm đó nha em. Cho nên khi mà em nghi con em bị nhiễm trùng tiểu bắt buộc á, em phải dẫn tới bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra, uống thuốc đúng. Tại vì khi á mà em không có điều trị dứt điểm á, ngoài cái chuyện mà khó chịu giống như là như bữa giờ bé cứ 5-10 phút là đi tiểu á, nó sẽ gây ra những cái chuyện á là nó ảnh hưởng lên đường tiết niệu, có thể ảnh hưởng lên thận. Có một số trường hợp nếu mà nó là nhiễm trùng tiểu trên, nó có thể ảnh hưởng lên nhiễm trùng huyết, nó nặng hơn những cái gì mà em có thể tưởng tượng. Thành ra đó là nếu mà em nghi nên dẫn tới cho bác sĩ kiểm tra. Dạ em cảm ơn bác sĩ.
Thì may quá bữa hôm nay tới đây cái bác sĩ giải đáp hết cái thắc mắc về cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu, em cũng thấy an tâm nhiều rồi. Dạ em cũng hy vọng là ngoài em ra thì có người thân, bạn bè hoặc là bất kỳ ai khác mà có thắc mắc cần giải đáp về vấn đề nhiễm trùng đường tiểu này thì cũng được bác sĩ tư vấn ạ. Chắc chắn rồi, nếu bất kỳ người thân nào của em, gia đình, bạn bè ai mà có thắc mắc gì về bệnh thận, đặc biệt là bệnh nhiễm trùng đường tiểu thì cứ alo bác sĩ nghe.